Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Israel và lực lượng Hamas bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 12 giờ theo giờ Việt Nam. Đây là lệnh ngừng bắn toàn diện, có hiệu lực ở cả phía Bắc và Nam dải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho hay, nhóm con tin đầu tiên gồm 13 phụ nữ và trẻ em người Israel sẽ được phóng thích vào 16 giờ cùng ngày, tức 21 giờ theo giờ Việt Nam. Số con tin được trả tự do sau 4 ngày sẽ là 50 người. Đổi lại, Israel cũng sẽ phóng thích nhiều người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù. Hàng viện trợ cũng sẽ bắt đầu được đưa vào dải Gaza. Trên mạng xã hội Telegram, Hamas cũng đã xác nhận sẽ tạm ngừng các cuộc giao tranh với Israel. Chúng tôi đều hy vọng thỏa thuận này sẽ đưa đến cơ hội đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài, ông Majed Al-Ansari nói. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ gọi lệnh ngừng bắn tạm thời là thời điểm đầy hy vọng, nhưng sẽ còn rất nhiều việc phải làm để phóng thích tất cả con tin.